Xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn một ngày tràn đầy năng lượng. Hôm nay nhà đẹp Bắc Giang mời các bạn tham khảo một mẫu mái thái nhà vườn đang giai đoạn hoàn thiện của anh Sĩ tại thôn huyện xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang do công ty cổ phần kiến trúc vui là cơ quan chủ quản của nhà đẹp Bắc Giang thiết kế. Hiện tại thì căn nhà đang trong giai đoạn hoàn thiện, đã hoàn thiện xong phần ngói phần chat và ốp lát phần phía mặt tiền. Nên chúng ta có thể thấy rõ cái phần khối nhà đang hình thành rất là chuyên nghiệp và đẹp với hệ thống phào chỉ trang trí chuyên nghiệp. À, nhà này thì với cái mặt tiền rộng 11 m ngang, à, sâu nó cũng là 11 m và hướng nhà là hướng lam, hướng ly và cung ly và thuộc hành hòa và chủ nhà là thuộc hành mộc. Đó, thì chúng ta có thể thấy cái phần khối nhà đã toát lên ngay được cái 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 vẻ đẹp của 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 căn nhà. Đó, thì hy vọng các bạn hãy đăng ký kênh và theo dõi những cái clip tiếp theo để chúng tôi sẽ cập nhật khi mà công trình này hoàn thiện thì màu sơn và hoàn chỉnh chỉnh chu uh, nó sẽ đẹp đến mức nào thì các bạn hãy đăng ký kênh và theo dõi những cái clip tiếp theo của nhà đẹp bắc giang và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phía bên trong Đấy, chúng ta sẽ bắt đầu sẽ qua một cái sảnh với chiều rộng là 3m2 và chiều sâu là 2m2 à, vào phòng trong phòng khách thì sẽ rộng 40m và một cạnh 7m một cạnh 6m vợ chủ nhà thì rất thoải mái để có thể kê đồ và khu uh, gian thờ thì liền kề với gian phòng khách uh, rất riêng uh, tư và ấm cúng với hai cửa sổ hai bên để lấy sáng à, với bốn phòng ngủ và một phòng ngủ có vệ sinh riêng thì bên này là ba phòng ngủ liền kề và một phòng ngủ ở bên cái bên kế cận đó, tạo thành một cái không gian uh, sinh hoạt chung mà không tốn cái, cái cái hành lang đó và một cái cửa ngách ở phòng khách để xuống khu gian phụ vậy thì các bạn hãy uh, quan tâm lưu tâm đến kênh chúng tôi sẽ cập nhật những cái video uh, hoàn thiện của căn nhà này cho các bạn tham khảo đó thì uh, mong các bạn hãy đăng ký kênh và để ý những clip tiếp theo của chúng tôi và uh, xin chân thành cảm ơn